Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đến với kênh Khám phá lịch sử. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một chương đen tối trong lịch sử nhân loại, đó là tội ác diệt chủng của phát xít Đức dưới thời Hitler. Phát xít Đức có một đặc điểm tàn bạo, đó là tàn sát những người mà chúng cho là hạ đẳng. Lý do cho tội ác này xuất phát từ quan điểm chủng tộc cực đoan của Hitler. Hitler coi chủng tộc German là thượng đẳng, còn các dân tộc khác như Do Thái Gypsy và Slaver là hạ đẳng. Cá nhân tôi nghĩ rằng đây là một quan điểm hết sức sai lầm và phi nhân tính. Vào năm 1933, Hitler đã ra lệnh thủ tiêu những người bị bệnh tật hoặc thiểu năng trí tuệ. Hành động tàn bạo này đã cướp đi sinh mạng của khoảng 5.000 trẻ em vô tội. Đến năm 1939, Hitler tiếp tục lập ra 6 trung tâm để giết hại những người thiểu năng trí tuệ và tâm thần. Quý vị nghĩ sao về những hành động tàn ác này? Thật khó có thể tưởng tượng được sự tàn nhẫn của con người lại có thể đến mức độ như vậy. Người Do Thái đã sinh sống ở Đức từ thế kỷ thứ nhất. Đến đầu thế kỷ 20, có hơn nửa triệu người Do Thái sống ở Đức. Hitler cho rằng người Do Thái là nguyên nhân của mọi tội ác. Hắn đã sử dụng luật pháp để định tội và đánh đập họ về kinh tế. Từ năm 1931, Đức Quốc xã đã bắt đầu đập phá khu người Do Thái và các ngôi mộ của họ. Sau đó, hàng loạt luật lệ phân biệt đối xử đã được ban hành, cấm người Do Thái làm nhiều công việc từ văn thư, luật pháp, y tế cho đến nông nghiệp, âm nhạc, kịch nói và điện ảnh. Quý vị có thể thấy được sự bài xích và phân biệt đối xử mà người Do Thái phải gánh chịu. Từ năm 1934, Đức bắt đầu xua đuổi người Do Thái. Nhiều người Do Thái đã bị đưa đến Palestine, nhưng sau đó, các nước khác đã từ chối tiếp nhận họ. Vào đêm ngày 9 tháng 11 năm 1938, một sự kiện được gọi là Đêm Kinh Hoàng đã diễn ra. Các đội xung kích đã tấn công, cướp bóc và đốt cháy nhiều cửa hiệu, đền thờ và nhà ở của người Do Thái. Bên cạnh đó, Hitler cũng tàn sát hàng loạt người Gypsy. Chúng buộc tội người Gypsy phá hoại huyết thống người German khoảng 250.000 đến 500.000 người Gypsy đã chết trong các trại tập trung. Trước khi xâm lược Ba Lan, Hitler đã ra lệnh cho quân đội giết bất kỳ người Ba Lan nào, dù là đàn ông, đàn bà hay trẻ em. Với tư cách là người nghiên cứu lịch sử, tôi thấy đây là một trong những mệnh lệnh tàn bạo nhất trong lịch sử chiến tranh. Quân đội Đức đã tàn sát khoảng 13 triệu dân thường Đông Âu. Hàng triệu người dân Ukraine Belarusia và Ba Lan đã bị giết hại. Tại Ba Lan, Đức Quốc xã đã giết hại rất nhiều trí thức, bao gồm các nhà báo, bác sĩ, luật sư và giáo sư. Tuy nhiên, thái độ của Hitler đối với các nước Tây và Bắc Âu lại khác. Hitler tôn trọng dân Anh vì họ cùng nguồn gốc chủng tộc German. Hắn coi người Slaver là đáng khinh nhưng chưa cần diệt ngay như người Do Thái. Chúng ta có thể thấy rằng tội ác diệt chủng của Đức Quốc xã dưới thời Hitler là một trong những chương đen tối nhất trong lịch sử nhân loại. Hàng triệu người vô tội đã bị giết hại chỉ vì lý do chủng tộc. Cá nhân tôi, tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ không bao giờ quên những bài học đau xót này. Quý vị và các bạn nghĩ sao? Khám phá lịch sử, xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong các tập podcast tiếp theo.